chuyển dây lên trên đi, không cần căng đâu, chuyển dây lên trên đi. Đây là nánh quả dưới cùng, chuyển dây lên trên đi. Nánh có một quả rồi, rất hay. Đó, chuyển dây lên trên đi. Tiếp, lên trên. Đánh vào đẩy DK 4 kênh 1200W trên một kênh.